Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như tất cả các bạn đã thấy thì team địch có cháu Na, Kali, ID Murat và Hayate. Thì mình khẳng định luôn, đây là một trận đấu rất rất khó đối với team mình. Cho dù các bạn nhìn đơn giản thôi, team địch thì là một trận đấu late game, nhưng làm thế nào để ăn được team địch một trận đấu đầu game thì đây là một trận đấu nó rất là khó. Và thực sự để mà ở trên những cái đánh cao thủ cao sao này thì bản thân của mình không thể nào quyết định được rằng là sẽ ăn được team địch ở giai đoạn đầu game thật là ngon. Thì cho nên cái việc đấy, clip này nó cực kỳ quan trọng, và mình nghĩ rằng nó sẽ kéo đến late game là phần nhiều. Và làm thì từ từ đây rồi, một mảng Kali hay quá, ngon lành. Làm thế nào để có thể là late game có thể thắng được đội hình này? Thì mình nghĩ đấy là một trận đấu mình sẽ vận dụng vào một cái gọi là mình chơi Nagaroth rất nhiều trận rồi, và thậm chí là hàng chục nghìn trận các bạn nhá, mình có thể áp dụng được cái chiến thuật. Để mình xem clip này nếu về late game mình sẽ áp dụng cái chiến thuật đấy để giúp cho tất cả các bạn chơi Nagaroth vào những cái thế trận này chơi thật tốt và có thể giành chiến thắng ở late game các bạn nhá. Và yêu cầu clip này các bạn phải tập trung xem từ đầu đến cuối chứ các bạn mới có thể lĩnh ngộ được những cái chiến thuật Nagaroth gương lao dành cho tất cả các bạn. Và đặc biệt nhất, các bạn nào có nhu cầu mua nick các bạn nhá, mua nick đến 700.000 trở lên thì hãy nhắn tin vào Zalo của mình tìm theo yêu cầu của tất cả các bạn nhá. Đấy, đầu tiên thủ tục mua nick thì đơn giản thôi, các bạn sẽ nhắn tin vào Zalo của mình và yêu cầu các bạn muốn mua nick bao nhiêu tiền. Thì khi muốn mua nick bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ comment rằng từ từ cái phá này, đây mình sẽ bay các bạn cách combo này, các bạn thấy chưa, cách combo giết Kali khi các bạn không đủ combo 5 chiêu để kết liễu một đối phương ấy, thì các bạn hãy dùng chiêu 2, chiêu 1 xong đánh thương các bạn nhé. Xong đánh thương đến khi nào cảm giác cái lượng đam đủ thì các bạn sẽ dùng chiêu 1 và kích hoạt cộng chiêu 3 nhé. Đó là cái cách mà các bạn có thể bắt một đối phương như Kali hoặc các vị tướng khác mà các bạn chưa đủ đam, và đặc biệt nó cũng còn tốc biến thì dùng combo để rất là hiệu quả các bạn nhé. Đấy, rồi tiếp tục nhé. Các bạn sẽ nhắn tin vào Zalo của mình và các bạn muốn mua nick bao nhiêu tiền. Rồi các bạn sẽ comment và yêu cầu các bạn thích skin gì, các bạn sẽ comment vào đấy, nhắn tin vào đấy và mình sẽ team nick theo yêu cầu của các bạn. Rồi, trong những cái thế trận đấu như thế này thì cái việc chúng ta snowball trận đấu thì nó rất là easy thôi. Rồi, cái pha này mình thấy đường trên có một dấu hiệu gọi là rất là nguy hiểm thì mình sẽ can thiệp ở đường trên này. Mình sẽ đánh vào cặp ADCP của nó các bạn nhá. Đấy rồi, cháu Na các bạn nhá. Thằng hay cho té thì mình không tiếp cận được nên mình sẽ zone thằng cháu Na này, từ từ bình tĩnh một chút, từ từ đây rồi, kích hoạt chưa ba luôn, chưa một loại lên là có hàng rồi, tiếp tục loại lên mình có băng xương rồi, ok ngon lành, khôi combo phát chưa 2-1 có mạng đấy, hai mạng ngon lành đấy. Cái việc bắt lẻ đối phương như thế này nó sẽ không giúp ích được cho team mình bằng cái việc đầy trụ đâu, mà mình sẽ có một cái gọi là giúp cho đồng đội của mình có thể sánh hơn và làm cho đồng đội team địch nó sẽ bị thọt hơn một phần nào đó thôi. Còn cái việc kéo late game thì cái việc không thể tránh khỏi. Và các bạn hãy nhìn, 6 phút thì team mình đã ăn được cái trụ đầu tiên rồi. Thì khi 6 phút đấy ăn được cái trụ đầu tiên thì các bạn hãy nhìn cách team địch nó bây giờ nó sẽ co rúm lại và thủ nha các bạn nhá. Đây, bắt lẻ tiếp. Chúng ta sẽ bắt lẻ và cố gắng lấy hết tất cả những cái trụ bậc thêm. Khi team địch nhận thức được rằng team nó sẽ phải thủ nha ấy, thì đó là một cái lúc mà chúng ta sẽ rất là khó đánh, không thể nào đẩy thêm một cái trụ nào cho team địch. Tại vì sao? Bởi vì đó là một cái đội hình nó thủ trụ rất là chắc chắn, đặc biệt Kali và cháu Na. Mà nếu chúng ta không bắt lẻ được Kali thì cái việc đẩy nhà hầu như là không thể luôn. Và trong một trận đấu, nếu các bạn về late game mà các bạn không bao giờ bắt được thằng Kali thì làm thế nào để đẩy được nhà, đặc biệt kết hợp với thằng cháu Na? Chỉ cần team lính của mình vào trụ, thằng Kali thả chữ 1, cháu Na bật chữ 3 thì team mình không bao giờ lao lên để đẩy trụ được. Đấy là cái thực tế các bạn nhá. Rồi ok, mình sẽ tập trung vào những ta thân nhỏ này. Mà chỉ đơn giản là ăn những cái con mục tiêu để không cho team địch ăn thôi. Để mà nói đẩy thì không thể đẩy được, bởi vì team địch một khi đã nhận thức được nó sẽ thủ nha thì team mình không thể nào lao được gì hết. Và các bạn hãy nhìn mình này. Đấy nhá, từ giây phút này trở đi mình sẽ cố gắng
cố gắng khai thác. Và các bạn hãy nhớ rằng Nagrod chơi ở trong những thị trường này không bao giờ có mắt tổng. Ôi giời ơi, rồi sao chơi một hồi gần chết các bạn nhé. Khi gặp những trận đấu này thì các bạn phải biết rằng Nagrod không bao giờ được có mắt tổng, nó chỉ bắt lẻ các bạn nhé. Nhớ mình này, Nagrod chỉ bắt lẻ để lĩnh. Rồi thằng Murad, mình sẽ khai thác vào điểm yếu của Murad và mình sẽ từ bị... ôi mình chém thằng hay té các bạn nhé. Rồi thằng Murad đâu, rồi lao lên chiêu hai, đây một chém rồi chết, nhưng không lao được gì cả bởi vì team địch con cháu ná con Kali đấy. Mình chỉ khai thác được mùi thằng yếu nhất của team địch, đó là thằng Murad, và mình sẽ cố gắng đầy quả hết sức. Và các bạn hãy nhìn cái thế trận team mình kìa, làm thế nào để đầy được trụ tiếp. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn kiến thức. Khi team địch có voi thủ nha thì cái lúc team mình mà đầy trụ thì chỉ có một cái cách duy nhất, đó là một bắt lẻ. Bắt lẻ mà team địch chỉ còn 3 thằng thôi cũng rất khó đầy nha, thì chỉ có một cách duy nhất nữa là đẩy 3 đường lính cao lên, chia tách ra đi. Thằng Kali cho nó thủ một đường, cho thằng cháu Na thủ một đường đi. Khi team địch chia tách ra thì lúc đó team mình mới có thể lao vào. Đấy chẳng hạn như pha này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hai thằng team địch chết lẻ và mình chia tách cái đội hình nó ra, chỉ thằng Kali một đường thôi thì mình sẽ vào chém được. Đấy. Nhưng mà khi còn hai đường như thế này các bạn nhỉ, không dễ đâu. Team địch nó hôi ra rồi. Team địch nó ra rồi, bây giờ nó sẽ có vào nó thủ. Thì cách duy nhất để lấy cái trụ quân là như nào ạ? Không đánh nhau nhá, không đánh nhau. Team combat mình không quan tâm, đánh nhau làm gì? Nagrod không phù hợp cho giáo tranh tộc, cho nên mình sẽ thẳng thắn quan điểm rằng còn một cái trụ nữa thì sẽ bình tĩnh, mình sẽ lấy con cá xá các bạn nhá. Cá xá một không thành công thì phải lấy con cá xá thứ hai. Chơi thế trận này mà vội vàng các bạn sẽ thua luôn. Các bạn sẽ thua luôn cái thế trận này. Đừng, các bạn đừng nghỉ hai đường là các bạn win, không có đâu. Đội hình này là nó không cân đường. Team này nó không cân đường các bạn nhá. Đội hình team địch nó không cân lên. Nó chỉ cân một phá combat mà team mình chủ quan băng trụ, combat thua một phát là xong trận đấu. Đấy các bạn. Đấy, các bạn đã khi nào thử nghỉ đang các bạn có hai đường các bạn nghỉ chắc chắn win chưa? Đó là tùy đội hình các bạn nhá, nhưng đội hình này ấy, nó đang còn chờ các bạn nóng vội. Nó sẽ thủ một cái đường tiến cực kỳ chắc, các bạn không thể nào đẩy được luôn. Cho dù các bạn đẩy được 3 đường lính đi chắc nữa, các bạn không thể đẩy được vào cái đường trụ thứ 3. Bởi vì team địch nó sẽ dồn hết sức nó thủ cái trụ thứ 3. Đấy. Ồ cái pha này mình sẽ cố gắng ăn cá xá các bạn nhé. Phải cố gắng ăn cá xá này. Con cá xá 1 này không đẩy được thì phải chờ cá xá thứ 2. Cá xá thứ 2 không đẩy được phải chờ con cá xá thứ 3 các bạn nhé. Thì đó mới là cái cách đẩy trụ chắc chắn nhất. Bởi vì team địch bây giờ nó chơi chiến thuật chờ. Chờ mình kiểu vội vàng, mình không đẩy được trụ thì mình sẽ có nhiều đống đồi, nó sẽ kiểu nóng lòng ấy, nó sẽ lao vào băng trụ. Và băng trụ là cái thế đánh sướng nhất của team địch. Cháu Na lao lên tánh cơ này, can quét cá lý xả này, hay té zone này, thằng Murad thì mình không quan tâm. Ai thì đấy, chỉ cần 4 thằng này thôi là team mình sẽ vỡ tan luôn. Đặc biệt thằng Nagrod không mạnh để có mắt tổng. Đấy. Thì cái việc của mình sẽ đơn giản thôi. Khi gặp những thế trận này, mình có cá xa rồi thì mình sẽ tiếp tục đẩy đường. Đấy, thằng cháu ná một đường là cái đó đều rất đơn giản. Mình sẽ đánh trực diện nó luôn. Mặc dù không giết được nó đâu, nhưng mình sẽ đánh cho nó về. Rồi cá lý đường trên thì thằng Hayate. Thực sự trận đấu này nói chung là cái chiến thuật mình ok, nhưng mà đông đổi nữa các bạn ạ. Nếu đông đổi mình chế tốt thì nó sẽ đẩy được cái đường trên này thì easy rồi. Nhưng đấy, chúng ta ranh đới, chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy. Chúng ta phải chấp nhận cái điều mà đông đổi không đẩy đường. Đấy, mà cái việc đẩy đường là các bạn thì chúng ta sẽ phải chậm, trận đấu này sẽ chậm đó. Đấy, ngay căn bản mình đã đẩy đường dưới và đường mid ngon lành thôi, chỉ cần 2-3 thằng nó không cho thằng đấy, 2-3 thằng nó lấy cái đường trên này thôi thì là cái việc đầy đủ nó rất là easy rồi. Rồi cái không biết đấy các bạn thấy chưa, lớp tớp chưa, team mình là chết 2 thằng rồi đấy, và team mình lại phải chậm các bạn nhá. Quan điểm rõ ràng mình đã nói với tất cả các bạn rồi, cái này là cái kinh nghiệm mấy chục nghìn lần đầu nã cái đó của mình, mà mình bị thua rất là nhiều. Các bạn hãy nhìn cái cách đồng đội mình kiểu cảm giác mình nó không sai luôn. Đấy, không đẩy được trụ team mình rất là muốn giao tránh, nhưng mà giao tránh thế này là thua. Giao tránh là thua, bởi vì thằng cháu ná lao lên chỉ cần xả chiêu 3 nó hút hết sát thương thôi. Kali xả chiêu 3 và hay té được bắn ID lao lên can quét, không bao giờ có mắt tổng nổi với nó luôn. Đấy, rồi cái pha này chỉ bắt lẻ hí hiểu bắt lẹt nó thôi. Ôi rồi cái pha này có ổi bản đồ nhánh, ôi rồi băng xương rồi, từ ôi hập gặp hay té băng xương rồi, mua cái liếp cái rồi. Ôi rồi mày anh em máy chưa, anh em là thì máy chưa. Đấy, tím là lật kèo. Đấy là một trận đấu mà lết game chắc chắn bị kèo để lết game, mà lết game team mình không có bắt tổng nổi. Đấy, thôi chúng ta sẽ quay lại cái chiến thuật, cho dù đông đội mình không đẩy lính thì bản thân của mình sẽ đẩy hai cái đường này triệt để. Và như nào ạ,
chờ con Casa tiếp theo. Nếu Casa tiếp theo nó không ăn được đủ tiếp thì phải chờ tiếp một con Casa nữa. Đấy, các bạn phải chờ Casa đầy thôi. Chỉ cần một con Casa mà team mình sống 5 tháng thì sẽ đầy được. Đấy, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng chúng ta đi rank đơn, chúng ta phải chấp nhận đồng đội chết lẻ, chúng ta phải chấp nhận đồng đội không ăn ý. Nhưng các bạn không được sai. Đấy, lý do các bạn ngồi xem clip của Cương Lao hôm nay là các bạn không được sai. Chỉ cho phép đồng đội các bạn sai thôi. Đấy, mình sẽ cố gắng đứng ở hai cái đường này. Đường mid, đường top sẽ đẩy cao lên, chờ con Casa thì mình sẽ quay về ăn con Casa đấy. Thì không biết là team địch bây giờ 18 phút thôi, nó có lượng đô rất mạnh thôi. Nếu mà bị lỡ sợ nó mà lao cả... đây, bắt lẻ thằng này là ngon này. Rồi ok, bắt lẻ thằng này quá ngon. Thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Casa 12 giây nữa ra thì team địch có 4 thằng, nó không bao giờ giảm giao tranh 5 năm với con Casa mình đâu. Rồi ok, về ăn Casa nào anh em. Về ăn Casa nào, bữa ra gần hết máu rồi kìa. Gọi về đi. Đấy, lỡ sử đấy có Casa lại kết lè nó có như là đầy để chơi thêm một con Casa nữa. Đấy, các bạn. Rồi, team địch nó can ra Casa nhá. Thằng Tamurat mình thấy nhá. Can nó đi, can quét nó đi. Cháu ná kề không quan tâm đâu. Rồi ok, mình đã ăn được con Casa rồi. Đấy, nhưng mình hết chiêu. Đấy, mình sẽ phám tiếp bình tĩnh anh em nhá. Các bạn hãy nhìn nhá, mình chơi cực kỳ kỷ luật luôn. Cái clip này mình chơi cực kỳ kỷ luật. Không có mắt tổng là không có mắt tổng. Chỉ ăn những mục tiêu và đẩy lẻ. Và như nào? Và bắt lẻ các bạn nhá. Khi mình thấy, đấy, không đánh được nó đâu. Trời ơi, thấy như nào? Thằng lúng bơm nó xảy gần chết thì chứ cái gì nữa anh em. Rồi ok, bình tĩnh. Mình sẽ thả con Casa ở đường trên. Rồi ok chưa? Hy vọng pha này, rồi ok, khả năng pha này đầy được. Chỉ cần độc đổi không chết thôi thì mình sẽ có cách lấy trụ cho các bạn. Rồi, khi thả cả xã đường trên thì như nào? Đẩy cho mình cái đường mid cao lên nào. Đường mid cao lên nào. Rồi, mình sẽ... Đường dưới nhá. Từ. Đây, thằng Murat. Ồ, ngon rồi. Murat kết. Thôi, win nhá. Đấy, clip này là một clip mà vận dụng rất nhiều kinh nghiệm trong một trận đấu. Thì hy vọng tất cả các bạn xem từ đầu đến cuối các bạn sẽ hiểu được. À, tại vì sao mình lại không hướng dẫn đâu game? Bởi vì đâu game nó không quan trọng nhiều đâu. Quan trọng late game. Rồi, mình nghỉ clip để đây kết thúc thôi. Và các bạn hãy để lại cho mình một phần bình luận nhá. Một nút comment và cảm nhận clip này như thế nào nhá.